Thưa quý vị, chỉ cần dạo qua bất cứ một siêu thị, một cửa hàng tạp hóa hay là một nhà thuốc nào thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm mua được các sản phẩm dung dịch nước súc miệng với đa dạng về mẫu mã và phong phú về chủng loại. Dường như là nhu cầu về sản phẩm này hiện nay đang rất lớn. Vậy chúng ta cùng hỏi ý kiến một vài người. Có ai dùng nước súc miệng không mà chỉ sử dụng vào lúc nào? Tôi có sử dụng nước súc miệng thường xuyên và tôi thường dùng vào buổi sáng sớm sau khi đánh răng và tối buổi tối đánh răng xong đi ngủ tôi sẽ súc miệng. Tôi vừa làm thạch hơi thở, vừa trắng răng, vừa thơm miệng. Nói chung nó tạo nên cái cảm giác thoải mái trong giao tiếp nữa. Tôi hay thường xuyên dùng nước súc miệng. Nếu như tôi mà không dùng tôi cảm thấy nó không được sạch miệng. Tôi cũng luôn mang theo một chai nhỏ và dùng khi ăn xong. Có thể là khi hơi thở mình cảm thấy khó chịu nữa. Tôi cũng có thường xuyên sử dụng nước súc miệng bởi vì là tôi thấy quảng cáo có giới thiệu nhiều là nước súc miệng thì có thể giúp diệt sạch được nhiều vi khuẩn mà đánh răng thì không thể sạch được. Tôi rất hay dùng nước súc miệng vì tôi thích cái cảm giác thoải mái và sảng khoái sau khi dùng nước súc miệng. Không biết là bạn có thường xuyên sử dụng nước súc miệng hay không ạ? Vâng, thì tôi cũng thường xuyên dùng nước súc miệng. Khi nào mà tôi ăn uống xong thì tôi cũng có thể tôi dùng được nước súc miệng cho sạch sẽ. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều người sử dụng nước súc miệng như là một loại sản phẩm hỗ trợ, nhưng cũng rất nhiều người sử dụng như là một thứ không thể thiếu được trong quá trình chăm sóc răng miệng của mình. Vậy sử dụng nước súc miệng như thế nào là hợp lý? Chúng ta cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia. Các cái chế phẩm nước súc miệng hiện nay thì đa phần chủ yếu chứa các cái chất sát khuẩn tại chỗ. Ví dụ như axit boric, ví dụ như chlorhexidine, ví dụ một số các loại muối. Các cái chất sát khuẩn này thì nó sẽ có tác dụng là dự phòng để sâu răng. Tuy nhiên cũng phải lưu ý thêm là cái mà hiệu quả mà để làm vỡ các mảng bám cũng như là để điều trị được sâu răng là gần như như các quảng cáo hiện nay là chưa có bằng chứng đầy đủ để chứng minh. Nguy cơ của thuốc súc miệng, nước súc miệng nếu mà mình sử dụng kéo dài không phải là không có. Vì nó là chất sát khuẩn nên là nó chắc chắn sẽ tiêu diệt cả những cái vi khuẩn có ích ở trong khoang miệng. Và như vậy thì sử dụng lâu dài có thể nó gây là gây đến một cái loạn khuẩn ở trong khoang miệng. Vì nước súc miệng là một cái chế phẩm mà thường đóng lọ to, mình sử dụng là nhiều lần trong một khoảng thời gian kéo dài. Chính vì thế mặc dù có mặt có chất sát khuẩn nhưng mà cái nguy cơ nhiễm khuẩn rất lớn, đặc biệt là những cái giai đoạn cuối khi mà cái chai gần hết. Khi có cồn thì nó sẽ làm dễ bay hơi và như vậy thì mình xúc xong thì có cảm giác là khô miệng. Và cái dạng các cái dạng mà có cồn thì người ta khuyên không nên sử dụng cho trẻ em dưới 14 tuổi. Các chuyên gia cũng đã đưa ra lời khuyên, nước súc miệng không phải là vô hại và vẫn có thể gây ra những tác dụng phụ khi sử dụng. Bản thân nước súc miệng khi sử dụng đúng cách, hợp lý sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe răng miệng. Để ý hạn sử dụng khi mua nước súc miệng, chỉ nên sử dụng trong khoảng 1 tháng sau khi mở nắp. Không nên lạm dụng nước súc miệng, chỉ dùng 2 đến 3 lần một ngày. Nước súc miệng chỉ là hình thức hỗ trợ, không nên sử dụng để thay thế kem đánh răng. Ngậm nước súc miệng đủ 30 giây để đủ thời gian làm sạch khoang miệng. Cẩn thận với khả năng gây kích ứng của nước súc miệng, nếu có cảm giác nóng, rát, khó nuốt hoặc bất cứ triệu chứng bất thường nào, cần nhổ bỏ ngay, súc lại miệng thật sạch với nước lọc và không tái sử dụng loại nước súc miệng đó.